Vụ mè xuân hè 2015, nông dân huyện Tân Hưng đã xuống giống được hơn 1.300 ha, đạt hơn 160% kế hoạch, chủ yếu là mè đen giống DHMT và mè vàng, tập trung nhiều ở các xã Hưng Hà, Hưng Điền B, Hưng Điền, Vĩnh Bửu, Vĩnh Châu B. Theo Phòng Nông nghiệp huyện Tân Hưng, đến nay nông dân trồng mè trên địa bàn huyện Tân Hưng đã cho thu hoạch được hơn 1.000 ha, đạt hơn 70% diện tích gieo sạ. Năng suất bình quân từ 600kg đến 800kg 1 hecta, giá bán ra trên thị trường hiện nay từ 35 đến 38.000 đồng 1kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư như tiền phân, thuốc, công lao động, nông dân có lãi khoảng 15 triệu đồng 1 hecta. Hiện số diện tích mè còn lại trong giai đoạn thu hoạch dự kiến thu hoạch dứt điểm vào cuối tháng 5 này. Ngành chuyên môn khuyến cáo đối với nông dân trồng mè, số diện tích mè sau khi thu hoạch xong cần vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, xuống giống vụ lúa hè thu năm 2015 cho kịp thời vụ.